Hôm nay nhá, phải ăn mừng thật lớn mới được. Em thấy ok đấy, để em với chị dâu đi chuẩn bị. Được rồi, thế thì hai chị em chuẩn bị nhá. Để anh bỏ cha. Cha ơi, cha. Dạ, anh làm gì đấy? Anh vừa bảo cả Ly rồi. Hôm nay nhà mình phải làm một bữa thật lớn để mà chúc mừng đội nhà giành chiến thắng. Có cả em rể ở đây nữa, đúng không Đạt? Vâng, em lúc nào cũng sẵn sàng mà anh. Có được không ạ? À, dạ được ạ. Đấy, đang chuẩn bị trong cúp đấy. Anh ơi, hả? Em đi xin vệ sinh một chút nhá. Ừ. Chị chưa? Cậu làm gì ở trong đấy đấy? Hả? Anh, em đi vệ sinh. Đi vệ sinh à? Vâng. Hai người giải thích đi. Tại sao hai người lại ở chung một nhà vệ sinh? Anh, có chuyện gì đấy? Anh bình tĩnh nghe em nói đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ạ. Không như tôi nghĩ à? Thế thì cô biết tôi đang nghĩ gì không? Hả? Nhà thì thiếu vệ sinh hay sao mà hai người lại phải vào cùng một nhà vệ sinh để mà giải quyết vấn đề thế nhỉ? Giải thích! Bình tĩnh đã. Em nghĩ là có hiểu nhầm ở đây đấy. Chắc là anh vào nhầm nhà vệ sinh đúng không anh? Đúng, anh ơi, em vào nhầm. Ly, em chưa hiểu chuyện đâu. Lúc đấy anh nhìn mặt của cậu ta đã thấy có vấn đề rồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vòng một của chị dâu em đấy. Em nghĩ là không có chuyện đấy đâu anh ạ. Anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói đây. Nó chỉ là hiểu lầm thôi. Anh ơi, cậu còn dám diễn trước mặt của tôi nữa. Cái loại người như cậu ấy không được xuất hiện trước mặt em gái của tôi nữa. Anh bình tĩnh đã. Bỏ ra. Anh bình tĩnh lại đi. Cầm mồm. Cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em gái tôi nữa. Cút. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Em điên này. Ok, đây. Ly. Còn cả cô nữa, cứ liệu có thần hồn đấy. Anh đi làm đây. Cậu có chắc là anh rể tương lai của cậu đã đi rồi không? Sợ cái gì? Mà anh ta có nhận em là em đâu. Cũng tiếc cho cô Ly thật đấy. Đáng ra vừa có một người chồng vừa khỏe này, vừa chiều như thế, chỉ vì có một ông anh gia trưởng mà tuột mất. Cũng tiếc cho ông anh rể hụt của em thật đấy. Lẽ ra ấy, có một người vợ vừa xinh này, vừa ngoan. Hay là thôi, anh ta mà không chiều được chị thì cứ để em đường nào ấy lọt sang thì nó cũng xuống ni rồi, có cái gì đâu. Đúng là gái một con trông mòn con mắt nhỉ. Biết thế như này, em tìm cách vào cái nhà này từ lâu rồi. Thế cậu không sợ cái Ly à? Con bé vừa xinh vừa hiền mà. Vừa hiền vừa xinh ấy. Thế nhưng mà nó không. Mà em không thích như thế. Em thích giống chị cơ. Thế còn chồng chị thì sao? Chồng chị á, thằng này em đếch sợ. Thích thì solo 1-1. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đó. Ly về. Thế như nào được? Tưởng không sợ cơ mà. Hâm vẻ không sợ cái gì? Nó biết được cái toàn đấy. Thì trốn đâu được nhỉ? Ly đi. Ơ, chị đây. Chị à? Ừ. Này, em có cái chuyện gì mà sao mặt buồn thế? Thì cái chuyện hôm trước đấy chị. Em chả hiểu sao anh Phi lại làm như thế với anh Đạt nữa. Mà em tin hai anh chị không làm như thế đúng không? Chị cảm ơn em nhá. Cảm ơn em đã tin chị. Thực ra thì anh Phiêu trước giờ vẫn vậy. Nóng tính gia trưởng, chị cũng quen rồi. À, mà cái chuyện tình cảm của em với anh Đạt sao rồi? Thì mấy hôm nay em cũng không dám gọi điện nhắn tin. Hay là chị em ạ, thử gọi điện nhá. Ê, chị bảo, ý chị là từ từ đã. Mà chị thấy rõ ràng là anh Phiêu sai đúng không chị? Không thế mà mắng em nữa. Thực ra thì chị cũng thấy anh Phiêu có ý đúng mà. Này, chị ba phải vừa thôi đấy. Em bắt đầu nghi ngờ chị đấy. Ơ, con bé này. Ôi kìa, Ly ơi, Ly. Anh, mau gọi cấp cứu đi, Ly. Chó chửa cái tội lắm mồm. Anh nói
cái gì đấy? Mau gọi cấp cứu đi, con bé sắp nguy kịch rồi. Này! Đấy, không phải gọi. Anh bị mất trí à? Ly đang nguy kịch đấy. Gọi cấp cứu đi. Ông mới sợ, nó không đâu. Làm nốt cái nhiệm vụ của mình đi. Yeah. Anh bị mất trí rồi, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bị mất trí à? Bỏ tôi ra rồi. Các người sẽ phải trả giá. Ly ơi, anh xin em ấy. Tất cả là tại chị dâu của em dụ dỗ anh đấy, chứ anh không biết gì đâu. Mày im mồm. Mày không có đủ tư cách để mà xin lỗi em gái của tao. Mất thời gian quá đấy. Thì tóm lại, thằng nào thằng nợ tiền tao. Nói. Em không liên quan gì đâu anh ạ. Anh ơi, em xin anh tha cho. Ly ơi, em giúp anh đi. Anh bỏ tay ra. Tôi yêu anh 2 năm. Bỏ qua tất cả mọi thứ vì anh. Anh cá độ bóng đá, nợ mấy tỷ bạc. Tôi cũng là người xin để gia hạn lãi cho anh. Thế tôi nhận lại được cái gì? Hả? Anh nói đi. Tôi nhận lại được cái gì? Hóa ra mày hại tao suốt 2 năm qua. Các anh ơi, đây mới chính là người nợ tiền của anh. Còn em gái tôi đang bị thương và cũng không có liên quan đến thằng này. Các anh đi theo tao. Anh ơi, em xin anh ơi. Cô định nói gì? Cô định níu kéo tôi đúng không? Này, tôi nói cho cô biết này. Tôi chỉ muốn gặp cô ở trên tòa thôi. Còn thời gian từ bây giờ đến lúc ra tòa ấy, tôi cấm cô này phải trước cửa nhà tôi một lần nào nữa. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Em xin anh đấy. Anh để em nói một lời xin lỗi con bé được không? Ly ơi Ly, chị xin lỗi em. Tất cả do chị. Ly, em mệt rồi. Cô nghe thấy gì chưa? Cút!